xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, gần đây nhiều cây bút trẻ thử sức với sáng tác văn xuôi về đề tài lịch sử. Vũ Thanh Lịch là một trong số đó. Lối văn ngôn từ trùng điệp, giàu chữ lượng cảm xúc của chị tỏ ra lợi hại khi khai thác số phận người phụ nữ trong sóng cả lịch sử. Chuyện ngắn Má Đào chương trình giới thiệu tới các bạn ngay sau đây được tác giả vũ thanh lịch lên ý tưởng và hoàn thành trong vòng 2 năm một câu chuyện phát triển từ ý niệm thân phận con người trong bối cảnh lịch sử cố đô hoa lư quê hương trị qua giọng đạp sơn tùng mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này hội lớn, năm năm một lần. Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể. Đường làng tấp nập chen trúc sân hội đông kín người, cờ hoa rực rỡ, âm nhạc xôn xao, đoàn rước dài tít tắp, máy quay phim, chụp ảnh, máy trên trời, máy dưới đất, giũa ra giũ rít, làm hàng diễu hành thi thoảng lại xô lệch cong vẹo. Đám rước rực rỡ áo khăn, điểm xiết vài bóng đen lối nhố không hàng lối không nghi lễ không trang nghiêm những bóng đen đeo máy ảnh máy quay phim hồng lưu giữ lại những khoảnh khắc huy hoàng của đoàn dước đoàn dước đồng phục áo khăn đồng phục bước đi chỉ có những khuôn mặt cười không đồng phục khuôn do luyện tập mà thành khuôn cười vì nhiệm vụ cũng có khuôn cố làm ra cười nhưng không được họa hoàn lắm mới thấy một khuôn cười từ sâu trong mắt những khuôn mặt đi qua nàng như đi qua muôn vàn người xem hội họ không biết nàng vì nàng đã thuộc về đám đông nàng cũng không biết họ vì họ thuộc về đám rước đám rước thuộc về những điều tinh khôi tinh khôi thuộc về vĩnh cửu vĩnh cửu thuộc về ước nguyện ước nguyện thuộc về giấc mơ giấc mơ thì không bao giờ có thật nàng bật cười khi nghĩ đến điều không có thật đang nườm nượp đi qua trước mắt mình tiếng cười trong veo thanh nhẹ và bay vút lên thinh không nhanh đến nỗi không một ai hay biết nàng không về hội bao nhiêu mùa rồi phần vì nàng không muốn phần vì không thể và phần nữa vì không ai mời nàng cũng không thể trách được ai vì có ai biết nàng ở đâu mà mời rõ ràng nàng đã xuất giá xuất giá thì tòng phu sống làm dâu nhà họ ngô chết làm ma nhà họ ngô nàng đã làm dâu mà không làm ma vậy là nàng chưa tròn bổn phận với người ta chưa tròn nghĩa hiếu với mẹ cha nơi chín suối chắc hẳn mẹ cha không vui được nàng cũng xuất giá rồi không được phép làm ma họ Đinh nữa. Không làm ma nhà họ Đinh, nhưng nàng vẫn là người nhà họ Đinh. Nàng mang dòng máu họ Đinh. Nàng có thể về nhà bất cứ lúc nào mình muốn. Về nhà, về nhà. Đôi mắt nàng dướm lệ. Nhà, nơi để người ta đi về sau mỗi vui buồn và hờn giận ngoài cuộc đời. Nơi để người ta neo đậu phần hồn, dưỡng sinh phần xác. Nhà, Nàng đã từng có, nó ở ngay kia, cách nơi nàng đang đứng đây vài trăm thước. Đó, căn phòng nhỏ tựa lưng vào núi, nhìn ra bên sông Hoàng, bên sông đầy hoa tím như chùm loa kèn nhỏ xinh, chỉ cần gió khẽ thổi là bao nhiêu tiếng lòng thương nhớ bay vút lên trời, bay đến điện Ngọc cung vàng nơi cha mẹ nàng ngày đêm nén nỗi niềm riêng mà lo toan vận nước bay đến sông ngô đồng nơi người trai trẻ đêm đêm rung tiếng đàn bầu thức tỉnh những trái tim chàng ấy từng nói người dân lam lũ vất vả từ tinh mơ trời chưa sáng đến tối thẫm mặt người vậy nên trong đêm đen có tiếng đàn tiếng hát cho người ta xích lại gần nhau mà yêu thương cuộc đời này yêu thương những gian nan vất vả họ trải qua mỗi ngày thì đó cũng là việc nên làm người hoa lư mình nhờ đàn hát mà quên đi khó khăn mệt nhọc cũng nhờ đàn hát mà người với người biết lắng nghe tiếng vọng tâm hồn để gắn kết với nhau chàng không cầm kiếm không can dự chuyện binh đao nhưng chàng làm cho binh sĩ thêm nhuệ khí làm cho binh đao thành cờ lau kiếm gỗ làm cho kẻ địch nể sợ chàng ở đó lênh đênh một mình với con thuyền nan nhỏ như lá tre đưa sứ thần trung hoa qua sông vịnh thơ đối chữ cầm đàn tiếng đàn xuyên thấu lớp tường thành bao bọc cả cung vàng điện ngọc cung vàng điện ngọc nàng ở đó ngày ngày cùng các cung nữ thêu long bào long bào lúc vàng rực như nắng trong suốt như ánh trăng lúc đỏ rực như màu máu các cung nữ theo hình rồng nàng theo mắt đôi mắt của linh vật trên mũ áo cân đai đôi mắt làm nên sự sống cha nàng từng nói linh vật cũng chỉ là một món đồ do tay ta làm ra bằng đường kim mũi chỉ nhỏ xíu hay bằng tảng đá khổng lồ vô tri vô giác nhưng nó là linh vật vì ta trao cho nó một linh hồn linh hồn nằm sâu trong mắt đôi mắt sâu thăm thẳm và trong sáng như ánh trăng đêm rằm của công chúa đương triều công chúa đương triều là nàng đúng ra là quá khứ của nàng là những điều thuộc về cha nhiều hơn là thuộc về nàng cha nàng được phép gọi là vua như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào đó là đặc ân cũng là yêu cầu lạ lùng nhất của nhà vua bất chợt nàng thấy cha bước đến đứng trước mặt nàng nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương nhất nàng thốt lên phụ thân lời nàng chưa dứt ánh mắt cha đã trở nên u uẩn cha nàng nhìn nàng từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu bảo ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào con hãy gọi ta là cha ta không muốn con gọi ta là phụ thân ai dám chắc một ông vua cha làm tốt hơn một ông thợ cày hay một ông đánh cá ngoài sông Ngô Đồng. Nàng nhìn cha, nước da đen sạm, đôi mắt bừng lên ánh sáng của sự trở che, của yêu thương chiều mến, nhưng cũng đựng đầy âu lo. Âu lo, nàng đã đọc thấy trong mắt cha, lần đầu tiên sau buổi tiệc mừng. Tiệc mừng hay là một nghi lễ cho sự vui mà đôi khi người được mừng chưa chắc đã vui. nàng cũng như bao nhiêu người khác trong hoàng cung đến dự tiệc mừng đám cưới cha bằng sự hoan hỉ ngoài nét mặt. đám cưới thì phải vui, đám cưới vua lại càng phải vui, dù vua lấy một người phụ nữ quá trọng quá chồng, nhưng bà là mẹ của An Vương Ngô Nhật Khánh, thân tộc của Ngô Tiên Chúa. Cũng vì là thân tộc mà Ngô Nhật Khánh dám xưng An Vương, nuôi mộng giành lại ngai vàng của nhà Ngô mới bị Dương Tam Kha chiếm đoạt. Nhưng tài sức chưa đủ mạnh để đối đầu với Đinh Bộ Lĩnh. Nhật Khánh hàng phục mà trong lòng ấm ức không yên biết đinh bộ lĩnh kết hôn với mẹ mình chỉ để tăng mối thâm tình chiêu mộ anh tài xóa gỡ hận thù vậy nên khánh về hoa lư dự tiệc mừng bằng niềm vui miễn cưỡng và thành ý cũng miễn cưỡng cha nàng không kể là một vị vua có tài thao lược bậc nhất bấy giờ thì cũng là một đấng nam nhi biết nhận ra sức mạnh vô cùng tận của nhan sắc đàn bà ông đã bị những nhan sắc sắc nước hương trời làm dung cảm trái tim nhưng trái tim đầy lý trí của ông biết sử dụng cái dung cảm ấy để gia tăng sức mạnh cho mình có vẻ như cái ý nghĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân không đúng với cha hoặc cha đã sử dụng mỹ nhân như một thanh kiếm kiếm sắc không dễ sử dụng vì có đôi khi nó làm chảy máu cả bàn tay người cầm kiếm nàng cũng là một trong số những thanh kiếm của cha không phải để phô trương thanh thế mà chiêu mộ anh tài nàng đẹp thùy mị dịu dàng và có tài tài năng làm vẻ đẹp của nàng thêm đằm thắm sang quý và bí ẩn nó khiến người ta không thôi khao khát được khám phá và chiếm đoạt nàng tỏa hương lặng lẽ và vô tình như hoa lan hoa huệ nàng hút mọi ánh nhìn về phía mình cha mời nhật khánh ngồi bên nàng như vô tình như cố ý nàng nâng chén rượu đào long lanh ánh mắt e ấp môi cười nhật khánh phách lạc hồn siêu ly rượu thứ hai vừa nâng lên nhật khánh đã không thể kìm lòng vội vã nắm lấy tay nàng mà rằng liệu ta có thể biết quý danh của nàng chăng nàng e lệ rút bàn tay về bẽn lẽn trả lời. Thưa tướng quân, tên thiếp là Phất Kim. Giọng nói của nàng như suối reo gió thoảng, khiến Nhật Khánh càng mê mẩn ngẩn ngơ. Chén rượu thứ ba vừa cạn, Nhật Khánh buông tay. Mặc kệ chén ngọc rơi tự do xuống bàn, chộp lấy cánh tay nàng, giọng nói không giấu nổi cơn khao khát cuồng dại, đã choán phủ khắp tâm hồn và thể xác. Ta muốn cùng nàng xung vầy ra thất, nàng có bằng lòng không? nàng giấu nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt trong sáng thơ ngây e ấp trả lời đa tạ tướng quân đã có lòng hạ cố rồi nàng đứng dậy lui gót để mặc nhật khánh phách lạc hồn siêu tiệc tàn quan khách rời đi nàng thao thức lắng nghe tiếng đàn của người trai bên bến ngô đồng nàng đã thầm yêu chuộng nhớ trái tim nàng thuộc về dòng sông thuộc về chàng tâm hồn nàng thuộc về tiếng đàn ấy tiếng đàn thưa nhặt rời rạc như viên thành từng giọt sương đêm mà nhỏ xuống dòng sông làm dạn vỡ mặt nước vốn yên bình và phẳng lặng những mảnh vỡ của dòng sông còn sắc nhọn hơn cả mảnh gương cứa vào tim nàng nàng muốn quên đi ánh mắt nhật khánh muốn quên đi lời đề nghị sỗ sàng bên bàn tiệc cưới cha nàng muốn quên nỗi lo sợ mơ hồ mà nàng cảm thấy nó vừa đến sát gần bên nàng đây nàng muốn ngấu nghiến tiếng đàn muốn được thả lòng mình trong tiếng đàn muốn được gần bên chàng nhưng sông sâu thành cao cung vàng điện ngọc còn cao hơn thành nàng ngồi vào khung thêu nhấm chỉ luồn kim nhưng chỉ dối kim tù đêm tàn lạnh một đêm nữa đêm nữa lại trôi qua cha giao cho nàng theo hoàng bào tặng vị tướng quân vừa thuận lòng về với hoa lư nàng mải miết đêm ngày thiêu áo cha đến để dục nàng sớm hoàn thành tấm áo hay có chuyện gì khiến cha dối trí bước chân không dứt khoát và dũng mãnh như thường khi cha đi chậm đếm từng bước dừng lại rất lâu trước bậu cửa giọng cha chậm rãi và khách khí con gái ta đã ngủ chưa thưa cha, con vẫn đang thêu áo. Ta ngồi với con được chứ? Cha ngồi, như một ngọn núi vững chãi. Tiếng đàn ngoài sông Ngô Đồng chạm đến tai cha. Cha hỏi, con biết người chơi đàn ngoài kia chứ? Thưa cha, đó là tiếng đàn của Thủy Tùng, một người có tài cầm kỳ thi họa. Tiếng đàn rất hay, sao con không mời Thủy Tùng vào cung? Thưa cha, tiếng đàn của chàng như mây bay gió thổi, nó thuộc về trời đất núi sông. Con sợ hoàng cung làm nó trở nên tù túng. Chà, chà, con gái ta thật sự đã lớn rồi. Cha nói và nhìn nàng, đôi mắt không giấu giếm nỗi lòng u uẩn. Cha đứng lên, đặt tay lên vai nàng, giọng cha chắc nịch như hiệu lệnh lúc cầm quân. Cha có chuyện cần nói với con. Dạ Nhật Khánh là người thao lược vào bậc nhất trong thiên hạ, nhưng chưa tận trung với sự nghiệp của cha. Giang Sơn ta bé nhỏ nhưng tươi đẹp, phía Bắc thì nước Tống ngày đêm âm mưu chiếm đoạt, phía Nam thì nước Chiêm thường xuyên nhòm ngó. Nếu triều đình có được Nhật Khánh tận tâm tận lực chung tay giúp sức thì đại cô Việt như chim thêm cánh, như cá thêm vây ta muốn con thành thân với Nhật Khánh, dùng tình phu phụ mà thuyết phục Khánh giữ trọn đạo hiếu chung. Bàn tay cha vẫn đặt trên vai nàng, đôi bàn tay thường ngày mềm và ấm là vậy mà lúc nãy như một trái núi, nó làm tim nàng đau thắt. Nàng cố gắng không khóc, nàng biết lo toan của cha là lo toan cho Giang Sơn xã tắc còn lo toan của nàng là cho duyên phận của chính mình, cho mối tình thơ mộng chưa kịp đơm hoa kết trái, đã phải chia lìa. Nàng cúi đầu vâng lệnh cha, nhưng là cúi đầu dấu giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi mi khi tiếng đàn rẽ sông đêm vọng đến. Ai bảo nàng sinh ra làm công chúa? Ai bảo nàng xinh đẹp nết na? Ai bảo nàng làm con gái đức vua? Cha đi rồi nàng còn ngồi đó bất động mưa kim thôi không buồn luồn thấu vải sợi chỉ rối bời nước mắt chứa chan nàng vịn vào tiếng đàn vịn vào đêm mà đứng dậy đám cưới của công chúa đương triều được tổ chức tưng bừng ngay sân hội này cũng cờ hoa cũng đoàn rước cũng như lời chúc phúc vang vọng khắp núi cao sông rộng thủy tùng không ở trong đoàn nhạc lễ không trong đoàn rước cũng không trong hoàng thành để chúc phúc cho nàng. Đêm động phòng hoa trúc, phò mã như hổ đói, vừa bắt được nai tơ, ngấu nghiến điên loạn. Nàng đau đớn, dã rời và kinh sợ. Tuần trăng mật của nàng trở thành mật đắng khi ngày ngày phò mã quần thảo như thú hoang trên tấm thân ngà ngọc. Nàng thành bông hoa khô, đúng ra là một bông hoa đá, trơ lạnh, vô cảm. Rồi nàng quen, nàng đã được rèn rũa để trở thành một người phụ nữ cúc cung tận tụy với chồng, với gia đình. Nàng quên hoặc là như đã quên tiếng đàn cất lên giữa dòng sông ngô đồng mỗi đêm. Nàng vẫn theo mắt linh vật lên mũ áo cân đai cho hoàng sa. Cuộc hôn nhân của nàng yên ả như vô vàn cuộc hôn nhân trốn trần gian. Cho đến một ngày, sau cái chết của người em cùng cha khác mẹ với nàng cũng là người em cùng mẹ khác cha với nhật khánh nàng đối diện với cuộc sống khác nhật khánh được tin từ phương bắc được hứa hẹn từ phương nam những toan tính mưu đồ ngủ yên bấy lâu đột nhiên trỗi dậy khánh dỗ dành nàng kinh lý phương nam nàng ngoan ngoãn theo chồng không mảy may nghi hoặc thuyền theo lái ra bể xuôi về phương nam trang thanh gió mát biển rộng trời cao sóng nước dập dành nhật khánh neo thuyền thưởng trăng hóng gió tận hưởng nhan sắc kiều diễm của công chúa đương triều sau cơn hoan lạc đã đầy khánh nằm sõng sưởi nhìn trăng rời rợi mà rằng trời nước mênh mông này trăng gió bát ngát này là của ta trước sau gì ta cũng giành lại được khi đó nàng sẽ là chính cung hoàng hậu ta thề là sẽ không đời nào phong hậu cho tất cả thê thiếp như cha nàng rồi nàng sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ sẽ tận hưởng mọi vinh hoa phú quý trên đời này vợ yêu của ta chỉ cần nàng luôn ở bên ta trung thành tuyệt đối với ta ta sẽ cho nàng cả giang sơn xã tắc nàng nghe như sét đánh ngang tai xanh xám mặt mày run rẩy hỏi hóa ra không phải chàng đưa thiếp đi kinh lý phương nam chàng định làm gì đây phò mã ngửa cổ nhìn trời cười lớn từ lâu ta đã được người phương bắc ra tay giúp sức nay lại được vua chiêm tiếp thêm binh lực chẳng mấy nỗi mà ta giành lại được đại cổ việt nàng hãy ngoan ngoãn theo ta gái có công chồng không phụ nàng khóc lóc van xin chồng đừng làm như thế rằng nàng không thể vì chư tình mà quên chữ hiếu không thể phản bội cha phản bội hoa lư và cư dân đại cổ việt nhật khánh xem lời nàng như gậy chọc bánh xe bao nhiêu ngọt ngào vừa đó đã tan biến đi đâu chỉ còn lại con hồ dữ sấn sổ giơ thanh kiếm trước mặt nàng mà nguyên rùa thôi đi ngươi định lên lớp ta sao ngươi tưởng ta sung sướng lắm với cái trò vò mã này sao Cha con ngươi ức hiếp mẹ con ta như thế đủ rồi, người con em cả sinh mạng mình ra cũng không đủ trả mối oán hờn này." Lời chưa dứt, lưỡi kiếm đã vung lên, trong tích tắc, đôi má hồng của nàng bay vèo xuống biển sâu. Biển sâu loang máu, cồn rát nỗi đau, nàng choáng váng, đau đớn, ê chề. Biển mặn vươn tay đón đỡ nàng vỗ về con thuyền nhỏ đưa nàng ngược dòng về lại với kinh đô về lại kinh đô nàng về lại ngôi nhà của mình ngôi nhà có cha mẹ và các anh chị em có những người bạn nàng yêu thương và gắn bó và có cả tính đàn đêm du dín vỗ về nàng nàng gặp cha cúi đầu nhận tội. Tội bất hiếu với mẹ cha vì không thể ngăn chồng hại cha. Tội bất nghĩa với chồng vì không thể cùng kẻ gian tà đi đến cùng trời cuối đất. Tội bất chung với giang sơn xã tắc vì kết tóc xe tơ với kẻ phản nghịch. Cha đứng trước nàng như cây đa bị đục ruột, nhìn nàng bằng đôi mắt dướm máu, nàng khóc nước mắt rửa sạch vết kiếm trên má nàng, nước mắt làm đôi má nàng thôi không dỉ máu, nhưng nước mắt không lấp đầy hai hố đen thăm thẳm trên khuôn mặt nàng. Nàng không gặp lại Thủy Tùng, dù tiếng đàn của chàng đêm đêm vẫn khiến ruột gan nàng xót buốt. Nàng muốn chạy trốn tiếng đàn, chạy trốn những ánh nhìn thương hại nơi hoàng cung, chạy trốn khỏi đôi mắt đau đớn của cha. Nàng ra ngoài thành, xuống tóc đi tu, nhất tâm cầu nguyện để hóa giải tội lỗi nơi trần thế. Ngôi chùa nhỏ, nếp mình, bên dòng sông ngô đồng, xung quanh lau lách um tùm, chỉ có ánh trăng đêm đêm bầu bạn và tấm lòng bao dung của Đức Phật che chở vỗ về. Hoàng cung gặp cơn bão táp, cha và anh cả đinh liễn cùng lúc bị sát hại. Các tướng lĩnh thân cận của cha lần lượt bị loại bỏ Chồng nàng háo hức, mang quân ngoại quốc từ phương Nam về, tranh giành ngôi báu, bị sóng gió biển đông nhấn chìm ngoài cửa bể. Tuyệt vọng và tuổi cực đến tận cùng, nàng gieo mình xuống giếng nước sâu, vùi lấp mọi tang chứng của những mưu đồ vương bá, của những dã tâm, của những đau thương và thù hận. Giếng giữ nàng trong lòng đất mẹ, không giạt theo sông sâu, cũng không trôi ra biển cả ở sâu trong lòng đất mẹ, nàng vẫn lắng nghe thế gian vật đổi sao rời, kinh đô trở thành phế đô. Thể phách của Hoàng Thành dần dần vùi lấp sau vô vàn sóng gió của đất trời và lòng người. Tinh anh của Vương Triều cũng vì thời gian mà khi mờ, khi tỏ. Đám dước đã lượt đủ một vòng ra bến sông. Bến sông thì cũ, dòng sông thì mới, dòng người cũng mới những linh hồn trinh nữ cũng mới, họ đang quay về kinh thành, họ lại đi qua nàng như đi qua những lối mòn. Lối mòn khiến người ta lầm tưởng nó sinh ra cho người ta bước đi. Nàng ở dưới chân họ, bên cạnh họ, trên đầu họ, trước mắt họ, sau lưng họ và đôi khi nàng ở trong ý nghĩ của một vài người đi theo đoàn rước. Nhưng chưa từng có ai biết đến nàng đám rước đi rồi về rồi tan năm nào cũng vậy lướt qua nàng như một lá cỏ lau xước chút ra nhưng không dịn máu lâu dần da nàng không còn chỗ để xước nữa nàng cũng trả những đám rước quen thuộc và cũ kỹ những con người mới không làm nên đám rước mới các trinh nữ và nước sông cũng vậy cứ thơ ngây như dòng chảy chảy mãi vậy thôi nàng không về hội cũng không xem hội nữa. Mùa xuân năm tám đoàn khảo cổ học phát hiện ra một giếng nước ngầm sau khi bật viên đá nguyên khối to hơn cái chiếu. Giếng trong vắt, cả bầu trời xanh biếc lọt thòm trong lòng giếng, mặt trời cũng rơi tõm xuống, hào quang từ miệng giếng hắt lên làm sáng rực ngôi làng nhỏ lọt giữa quả núi cao vút. Trong nháy mắt, người ta nhìn thấy hai mặt trời các giả thiết liên tục được đưa ra. Nước giếng thơm như nón đồng bung tỏa. Rất có thể, giếng nước hình thành từ trận lốc xoáy kỳ lục. Trận lốc đã cuộn tròn những cánh đồng lúa đang trổ đồng, rồi nhồi xuống cửa sông kia, đút nút dòng chảy, nhấn chìm ngôi làng cổ, mang dấu tích kinh thành. Càng lúc, mùi nón đồng càng chậm, tràn ra xung quanh. Những người vừa bảy tấm đá ra, đang đứng bên miệng giếng còn cảm thấy luồng hương thơm cuộn bay lên như gió thơm và ấm trong thoáng chốc mùi hương bung tỏa khắp làng năm sau làng sẽ lại mở hội bạn vừa nghe chuyện ngắn má đào của tác giả Vũ Thanh Lịch. Về chuyện ngắn này, biên tập viên có đôi điều cảm nhận. Mời các bạn cùng nghe và chia sẻ. Má đào, chỉ nguyên tựa đề chuyện ngắn thôi cũng đã gợi nhắc về hình ảnh nhan sắc dự cảm sóng gió ba đào. Trong truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du không dưới một lần nhắc tới hình ảnh ẩn dụ má đào. Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào có không hoặc dưới đèn tỏ dạng má đào thiên xuân hay số còn nặng nghiệp má đào. Hồng nhan thường bạc mệnh, định đề ấy in đậm trong truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch. Cái được của câu chuyện là tác giả đã chạm vào những nỗi niềm sâu kín của công chúa Phất Kim, con gái vua Đinh Tiên Hoàng, cũng là nỗi niềm chung của người phụ nữ xưa trong cung vàng Điện Ngọc. Cùng với những đổi thay thời thế, họ trở thành nước cờ bị định đoạt xoay chuyển theo đôi tay sắp đặt của chính những người thiết thân dù trái tim thuộc về tiếng đàn của trang quân tử lập trí bên sông nhưng công chúa phất kim đành lòng làm vợ nhật khánh tướng quân theo nguyện ý vua cha để giữ bền xã tắc những tưởng tâm tư nàng đã được an ủi phần nào vì đã làm tròn đạo nghĩa với non sông thế nhưng chồng nàng lại là kẻ từ lâu đã nuôi lòng phản chắc tấm thân ngọc ngà của nàng công chúa chỉ nay mai tàn héo trong tay kẻ phàm phu những trang văn dìu dặt chịu nặng như cung tơ lúc bổng lúc trầm. Ta nghe trong đó phận má đào, dối như tơ vò bên tình bên hiếu, nhắm mắt đưa chân theo cuộc đẩy đưa, ai oán nỗi lòng riêng tư trốn khuê phòng, u hoài nặng nợ ân tình nguồn cội. Bỏ qua những chi tiết còn khôn sáo và trang đời sau của công chúa Phất Kim sau khi bị người chồng rũ bỏ tàn nhẫn, còn lúng túng trong việc thắt nút với chuyện ngắn má đào, tác giả Vũ Thanh Lịch đã cho thấy khả năng tạo dựng một câu chuyện phận người ám ảnh trên nền chất liệu lịch sử. Chừng ấy đã lấp lóa tín hiệu đáng hy vọng về một cây bút đủ tự tin để tiếp cận sâu hơn văn hóa nguồn cội. bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VV6 biên tập và giàn dựng đến đây là kết thúc. Chương trình được phát trên sóng FM 96,5MHz. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.